hôm nay vườn dừa của tôi trồng cũng 4-5 năm rồi mà chưa có sữa. Hôm nay trái nó bị rụng rồi, chứ trái nhỏ tôi không có biết. Nhờ thằng em nó chỉ qua anh Năm là ở dưới Khánh Hòa Ba Tiệm là chuyên về sữa dừa. Đây là anh Năm, ảnh leo lên 6 giờ sáng là hai vợ chồng đi sớm rồi, chị thì đang làm bên kia. Vậy thôi bây giờ anh Năm sữa dừa này được bao lâu rồi anh Năm? 18 năm rồi. Rồi anh Năm sữa dừa 18 năm. Công chuyện này chắc nó cũng hơi nặng nhọc nhưng mà nó cũng vui anh hả? Ừ. Vậy đó ha. Rồi cây dừa mà trái nó nhỏ thế này nè, mình bỏ muối là bỏ gì anh? Bỏ thuốc siêu con hạt. Rồi anh Năm mới nói là cây dừa mà nếu mà trái nhỏ đó các bạn đừng nên bỏ muối, tại vì bỏ muối vô thì nó sẽ teo. Đó, ảnh kêu là bỏ thuốc bảo vệ thực vật mà siêu to hạt đó. Dưới gốc thì giải phân lạnh với kali. Rồi ở dưới gốc một năm như vậy là bón dừa khoảng bao lâu anh? Cả tháng ba tháng bón một lần. Ba tháng bón gốc một lần. Một lần bón như vậy là bao nhiêu gram anh? Nó mỗi một thứ gì 300 gram. Rồi một thứ 300 gram. Có nghĩa là mình đào mình chôn hay là mình gãi trên mặt anh? Chôn dưới tứ nước rút khô rồi dập đất lại, nó không trôi phân. Rồi anh Năm kỹ, anh Năm chỉ rất là kỹ, có nghĩa là các bạn đào lỗ lên bỏ phân xuống rồi lấp lắc lại đó anh Năm. Rồi anh làm như vậy đó thì trái nó sẽ đậu ha anh Năm? Đúng rồi, trái lớn. Trái thì lớn trái. Rồi các bạn có liên hệ hoặc là các bạn có nhu cầu sữa dừa mà thì các bạn liên hệ số điện thoại của anh Năm, anh cho em xin cái số của anh luôn anh Năm. 0985 129 007. Đó, cái số điện thoại của anh Năm mới vừa đọc. Các bạn có nhu cầu sữa thì nên liên hệ với anh Năm. Đặc biệt anh Năm uy tín, chất lượng, bỏ thuốc đúng và có trách nhiệm với cây sữa dừa, cây dừa mình đang sữa. Đó là chị Năm. Bây giờ mời các bạn đi qua bên chị Năm coi chị Năm đang làm gì bên đây. Mà đặc biệt anh Năm này anh ngộ lắm nha. Ảnh có sữa đàn bà nữa đó, có nghĩa là đàn bà mà không có con thì ảnh sữa được, sữa có con. Đây là chị Năm. Đây là tôi bay quay tổng quát cái vườn dừa của tôi mà sao mà trái nó nhỏ quá. Mời nhà anh chị lên sữa dừa rồi cho trái bự lên. Chào chị Năm. Chị đi theo ảnh làm được bao lâu rồi chị? Làm mới có mấy năm nay nhà Mai không ạ? Ở nhà chị Mai Giá. Rồi mới mấy năm nay là chị đi làm với ảnh đó hả? Ông có cho đi, ông nói thôi nhà Mai đi. Vậy là ông cưng chị phải không? Đàn ông là phải vậy, để thương vợ mà. Tôi nói thâu đi theo là tiếp. Vậy đó ha. Hủ hỷ. Hủ thôi còn hỷ nữa là mệt đó nghe chị Năm. Rồi hai ông bà đem cơm theo luôn hả? Đây là giỏ cơm của chị đây. 6 giờ sáng là hai vợ chồng lên gặp Gia Toàn rồi. Rồi bắt đầu sữa dừa. Chị bỏ cái gốc cho em. Ok, cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi không biết tôi bỏ muối. Tôi nghe là người ta tôi bỏ muối. Mà gốc của ông thợ rồi lại ông kêu bỏ muối hết, bỏ thuốc. Nguyên cái dàn dừa đó tôi mặn ở Ba Tiệm. Ba Tiệm ở Mỹ Đức đó nha. Người ta chỉ người ta đốt hết trơn, trời nó chết veo luôn cái dừa. Rồi sao? Dốt phụ ăn khỏi mặn. Dốt phụ cũng kêu tôi vô mà. Sao vậy? Tại vì á, ngăn nó thèn hoài ẳng trơn nó dẫn luôn ăn. Tại luôn nằm trong đây nè, xịt cũng dở. Phải bỏ thuốc. Bỏ thuốc. Thuốc là chất lượng. Rồi. Rồi hy vọng là anh chị nè, trái dừa tôi mà giờ sao mà nó nhỏ xíu à bà con. Cái loại này là lại giống nhỏ trái. Ở bên kia nó tôi cái nào vừa dứa chị biết không? Không biết mà nhiều khi nó cũng lai, nó lai rồi nó không có thơm dứa. Dạ, nó thấy không? Đó, bây giờ tôi mới đốn bên kia kìa, quá trời nhiều luôn. Đốn có mấy chục cây rồi. Còn bên đây là dừa sao mà nhỏ không mà chị Năm ơi. Thôi chào các bạn nha, tới giờ tôi đi làm rồi.